Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Clickbuy. Thì đây là con Xiaomi Pad 5. Trong thời gian gần đây thì mình thấy con này đang cực kỳ hot và đang được rất là nhiều anh em săn đón, bởi vì mức giá nó chỉ dưới 10 triệu nhưng mà nó lại có những trải nghiệm về màn hình, về thiết kế và về cấu hình cực kỳ là tốt. Vậy thì trải nghiệm thực tế nó có tốt hay là không, và những điều cần lưu ý trước khi mua con này là gì, thì hãy cùng mình bắt đầu video ngay bây giờ nhé. Các bạn đang quan tâm đến sản phẩm Xiaomi Pad 5 này thì cũng có thể tham khảo tại Clickbuy thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Điểm ăn tiền đầu tiên khi mà nhìn vào con Xiaomi Pad 5 này, các bạn có thể thấy luôn đó chính là về phần thiết kế. Với phần viền này nó được làm vuông và rất là giống với con iPad Pro. Thực sự thì mình thấy thiết kế này nó quá là đẹp. Viền màn hình nó cũng khá là cân đối và không quá dày. Nói chung về tổng thể hoàn thiện của con máy này quá là tốt trong cái mức giá. Về phần màn hình của con Xiaomi Pad 5 này thì đây cũng gọi là một cái màn hình tốt nhất trong cái tầm giá của nó, với kích thước màn hình lớn lên tới là 11 inch, 1 triệu màu cùng với tần số quét là 120Hz, cho nên về trải nghiệm hiển thị trên nó thực sự rất là phê. Màu sắc trên màn hình này thì nó cũng khá là đậm đà chứ nó không có bị nhợt nhạt giống như những tấm nền IPS trên những con máy Xiaomi trước kia, và cái độ tương phản của nó cũng rất là tốt. Và đặc biệt cái màu đen này nó cũng sẽ sâu hơn hẳn so với những con iPad như là iPad Gen 8 hoặc là iPad Gen 9, nên là trải nghiệm giải trí xem phim hoặc là chơi game trên màn hình này thì thực sự rất là đã. Nhưng mà dù gì nó cũng không thể nào là hoàn hảo được, bởi vì độ sáng trên màn hình này các bạn có thể thấy là nó sẽ không được cao cho lắm. Nhưng mà như mình hoặc là các bạn nếu mà dùng các sản phẩm tablet như thế này thì chắc chắn ít ai đem ra ngoài mà dùng, cho nên đây cũng sẽ là không phải là một vấn đề quá là lớn. Cái nữa là màu trắng trên màn hình này mình cảm giác nó hơi đục và sẽ bị ám màu một chút. Còn mình đang cầm thì nó sẽ bị ám màu xanh, cho nên là mình vẫn phải cân màu một chút dùng cho nó dễ chịu hơn. Nhưng dù gì thì khi để cạnh con này với con iPad Gen 8 hoặc là iPad Gen 9 thì nó vẫn sẽ cho cái khả năng hiển thị tốt hơn khá là nhiều. Màn hình tần số quét cao 120Hz thì thực sự nó quá là mượt. Khi mà lướt web các thứ nó đã như thế nào thì các bạn cũng đã biết rồi. Nhưng sẽ có một số vấn đề với con máy, khi mà lâu lâu nó vẫn sẽ có hiện tượng cực nhẹ khi mà mình lướt qua lướt lại, hoặc là hiệu ứng animation khi chuyển hoặc là mở app thì nó sẽ không được mượt cho lắm. Đặc biệt một số app giống như là YouTube thì nó chỉ hoạt động ở mức là 60Hz thôi. Cho nên là mong thời gian sắp tới Xiaomi sẽ tung ra những bản cập nhật để fix những lỗi này. Nhưng các bạn cứ yên tâm là phần đa các app mình sử dụng thì nó đều hoạt động ở là 120Hz, rất là mượt mà, cho nên là các bạn cứ yên tâm nhé. Tới phần hiệu năng thì đây cũng sẽ là một điểm ăn tiền trên con Xiaomi Pad 5 này. Với con chip là Snapdragon 860, 6GB RAM cùng với 128GB bộ nhớ trong thì mọi trải nghiệm hàng ngày nó mang lại là đều mượt mà, phản hồi cũng cực kỳ là nhanh. Và với hiệu năng của con chip Snapdragon 860 thì khi mà chuyển qua chế độ PC mode như thế này thì các bạn có thể mở một lúc 3-4 ứng dụng thì nó vẫn sẽ hoạt động mượt mà, hoàn toàn là bình thường. Nhưng với chế độ PC mode này bây giờ thì thực sự nó hơi tệ. Nhiều ứng dụng thì nó vẫn sẽ chưa tối ưu được và vẫn chưa thể sử dụng được ở chế độ này. Các cửa sổ của từng ứng dụng thì bây giờ nó cũng chỉ có một size nhất định thôi, cho nên là nó cũng sẽ không thể nào mà kéo giãn giống như là trên Samsung được. Nói chung là chúng ta phải chờ đợi một thời gian nữa để Xiaomi có thể tối ưu được chế độ này. Còn với cấu hình này để chơi game hoặc là giải trí thì nó vẫn sẽ ok thôi. Với tựa game là PUBG Mobile thì mình vẫn có thể bật được ở mức đồ họa là HDR và FPS là cực độ. Và trong quá trình mình chơi từ đầu tới cuối game thì không có hiện tượng giật lag hay là tụt FPS nào xảy ra. Nhưng sẽ có một vấn đề làm mình khá là khó chịu, đó chính là khả năng thể hiện đồ họa của nó không được tốt. Các bạn có thể thấy là với mức HDR và FPS là cực độ thì trên điện thoại nó thể hiện đồ họa cực kỳ là đẹp. Nhưng mà đối với con Xiaomi Pad 5 này thì đồ họa nó thể hiện hơi xấu. Mặc dù mình đã bật chế độ khử răng cưa nhưng mà răng cưa nó vẫn sẽ thể hiện khá là rõ ràng, cho nên là nó sẽ mang lại cái trải nghiệm không được sướng cho lắm. Nhưng khi chơi game hoặc là xem phim thì loa trên con Xiaomi Pad 5 này thực sự nó quá là đã. Với 4 loa nằm ở 4 góc, có âm lượng to, hiệu ứng Dolby Atmos thể hiện cực kỳ là tốt. Về âm bass thì nó sẽ hơi yếu một chút, nhưng mà trong mức giá dưới 10 triệu như thế này mình chắc chắn là chả có con máy nào có thể ăn lại được phần loa trên con Xiaomi Pad 5 này đâu. Ngay cả con iPad Gen 9 thì lại càng không có tuổi. Cuối cùng là về phần pin trên con Xiaomi Pad 5 này, thực sự nó rất là trâu. Với pin là 8700mAh kèm theo sạc nhanh là 33W. Thực sự với con máy này thì mình phải xài 2 ngày mới phải cắm sạc, cho là mình cũng chỉ xem phim và lướt mạng xã hội thôi. Thời gian sử dụng của nó theo mình thấy thì nó có thể kéo dài từ 9 cho tới 10 tiếng, rất là thoải mái cho các bạn học tập hoặc là cày phim liên tục. Ok, với cái mức giá 10 triệu như thế này thì những thứ con Mi Pad 5 này nó mang lại thực sự rất là tốt. Với màn hình đẹp, có tần số quét cao, loa thì cực kỳ là chất lượng, hiệu năng cao, nhưng về tối ưu phần mềm thì thực sự nó chưa được tốt cho lắm. Nhưng đây vẫn sẽ là một con máy cực kỳ đáng mua ở mức giá là dưới 10 triệu. Còn các bạn thấy sao thì hãy comment ở phía bên dưới nhé. Video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy hữu ích thì đừng quên để là một like, share cũng như là một subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Clickbuy nhé. Bye bye.